vợ bảo cái gì à? Chuẩn bị đồ ăn, chuẩn bị đồ ăn cho nó làm tới nè. Phải chuẩn bị đồ ăn nó làm tới nha. Rồi chuẩn bị đồ ăn từ từ, biết là được ăn rồi mà từ từ. Ở chỗ của con ngồi đâu, chỗ của cha ngồi đâu nha. Đó, từ từ, mỗi đứa mỗi chỗ mà. Đây, đây, ngồi đây, im, cứ im. Nè, cho con nè. Đó, làm chết nó bao giờ. Đây, hôm nay mua ít trai gà bà biết. Rồi, cái gì vậy? Từ từ, đúng rồi. Mua một cơm sườn barbecue nữa. Rồi, về hai cho con ăn nha. Nó làm gì đó mà bỏ đói nó lúc nào không biết nữa. Đây có bịch canh luôn. Làm gì à? Làm gì dữ à? Để cha lấy đồ ra coi nha. Ôi, làm đói lắm à. Trời ơi, làm nhà bỏ đói từ bao giờ. Đây có ớt, có này kia nữa. Ồ, có ớt nha. Đây, ớt nha. Ớt con ăn được đâu. Bỏ đây đi. Lấy hộp cơm ra coi. Quay, có à. Đứng im, đừng phá đồ của cha. Đây, một hộp cơm 30k, mua cái kia nữa. Ồ, hai giờ con tối nay ăn xỉn luôn. Làm gì? Cha bỏ đói con đâu còn làm dữ hả? Giờ lao đâu bây giờ? Rồi, đi kiếm cái miếng giấy hay gì đó. Thả găng cha con. Mau, thôi cho con trước đi. Con làm gì lăn lăn trên đất chết quá. Đây, ăn đi. Đây, mình là người ở nhà không cũng đói nữa. Người đi làm không đói, người ở nhà đói ha. Thôi, cái này, cái nạp cơm đổ vô đây đi. Cái này bỏ đây. Ê, từ từ. Nè, cho thêm miếng xương nè. Thiêu ta. Hộp cơm thiêu không? Sao nghe cái mùi giống thiêu vậy? Ồ, không biết thiêu hay không? Thôi kệ ăn đại đi. Sống qua vài ngày mà. Vậy, nữa hả? Rồi, ăn hay giấu mình nhanh dữ vậy trời. Thôi để cho ăn với. Thôi mời cả nhà, mời tất cả mọi người cùng ăn tối cho con mình nha. Cái gì vậy? Ăn gì mà nhanh dữ trời. Nó muốn thiêu rồi. Mua hồi cơ hồi trưa mà chiều nó mới về ăn. Nè, cứ từ từ. Làm anh làm quá bạn ơi. Món nào cũng thích ăn hết á. Đợi chui kia nè mà ăn hả? Để coi. Nó đây nè, chui đó ai mà cho ngang. Vô đây. Rồi sao? Rồi rồi, nước. Ra đây. Từ từ. Rồi, rồi. Tự vô cái góc của cha luôn ghê chứ. Không có tôn sư thật tự gì hết rồi sao? Tự vô dĩa của cha góc luôn à. Chạy qua kia nó ăn rồi. Làm như giam đói lắm á. Ăn đi. Trăng miếng để nó miếng. Hết. Qua đây coi. Qua đây. Qua đây ăn nè. Qua không, qua không cho. Không tha đồ cha. Đồ cha đang ăn không có bậy bậy nha. Cái này là trái sung ngâm nè. Trái sung ngâm ăn ok. Ngon. Từ từ cha cho ăn. Con mà vô ngậm trong dĩa cha luôn là không được, đúng không? Trời ơi, như đói lắm. Để cha ăn thử ngon không đó. Ngon mà đói gì ra. Cũng ngon. Cũng ngon. Ăn miếng không? Ăn miếng hết à? Rồi. Hết à?
Wow, phát khẩu luôn hả? Dưỡng da không tha đi nha. Dưỡng da thì được tha đi dai dẳng á. Mở miệng hả? Nói ăn hơi bị nhiều đấy nha. Rồi, tha đi nữa. Đang cái lúc mày đi cắt. Không, không. Rồi coi. Biết rồi tha đi cha không cho ăn luôn. Cha thử ăn. Đây miếng trứng nè. Đó. Vừa chưa? Giờ này muốn thiêu rồi. Bảy. Đồ cha ăn, con đừng có tha, đúng không? Phải tập chứ. Đây là để sung ngâm nha. Giờ khuyến nữa đúng không? Rồi rồi tha đi tiếp. Chán rồi xanh nó ghê. Ăn ngồi chỗ với cha không được sao mà cứ cho ăn cái là tha đi. Buồn ghê. Nói cũng thương nó lắm, yêu lắm luôn, yêu nó hết mình luôn. Rồi chưa đầu nữa, hết rồi đúng không? Hai đêm cắt à, từ từ sao. Rồi ăn chút hết đồ cái da luôn á. Gấp nghe nghe mùi à. Cái hộp cơm mua hồi trưa chiều mới ăn, giờ nó tiêu tiêu quá. Thôi xài ra bút đi. Ớt mà ăn không? À, ăn luôn hả? Ghê rồi lắm. Thế mà rồi làm gì? Ê, tha đi nữa. Tha nó không cho ăn á. Rồi tha hoài, một mình quá. Hôm nay đi mua cơm tiệm hồi trưa. Rồi cuối cùng về có việc khá không ăn được bữa trưa. Nên để buổi chiều ăn nó hơi bị tiêu tiêu. Thầy quốc luôn đây. Rồi về mua hết. Mua thêm gan với vòng vòng đồ nữa. Thì về nấu cho nó ăn nữa, mình ăn luôn. Rồi cha con ăn đến đây thôi. Mình sẽ kết thúc live đây. Rồi mình sẽ đi vòng vòng xíu, chăm sóc nó xíu. Rồi đi ngủ nha. Thôi bye bye, hẹn gặp lại mọi người nha. Đó, còn cái món nào cũng có chứ. Thôi để cha kết thúc live nè. Con làm quá rồi.